Chào mừng các anh chị đã đến với tập 4 của podcast Luyện nghe tiếng Anh qua chuyện song ngữ cùng Miss Châu Nguyễn English. Và sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Hai người du khách. Two tourists. Có hai người du khách đang đi với nhau ở trong rừng. Two tourists were walking in the jungle. Thì thình lình họ gặp một con gấu. When they suddenly found a bear. Một người nhanh chân trèo lên một cái cây cao. One quickly climbed up a tall tree. Người còn lại thấy thế nào mình cũng bị tấn công. The other knew that the bear would attack him. Nên anh ấy nằm lăn ra đất. So he lay on the ground. Con gấu lại gần và ngửi khắp người. The bear came towards him and smelled his body. Anh ta nín thở và giả bộ như đã chết thực sự. He held his breath and pretended to be dead. Chẳng bao lâu sau, soon after, con gấu bỏ đi. The bear went away. Vì gấu không bao giờ ăn xác chết. Because bears never eat corpses. Khi con gấu đã đi khỏi, when the bear had gone away, người ở trên cây cao trèo xuống. The man on the tree climbed down. Và đùa cợt hỏi thăm người bạn của mình. And hilariously asked the other. Này, con gấu đã thì thầm điều gì vào tai anh thế? Hey, what did the bear whisper into your ears? Người bạn trả lời. He replied. Nó khuyên tôi đừng bao giờ làm bạn với một người bỏ mình khi gặp nguy hiểm. It advised me never to make friends with someone who abandons me when I am in danger. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi. Nếu muốn đọc phiên bản chữ của câu chuyện này, các anh chị có thể tìm đọc tại đường link châm để dưới phần mô tả của podcast. Hẹn gặp lại các anh chị trong các podcast tiếp theo.